6 tháng 12 năm 2016, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo ra thông tin chính thức về vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái bị sát hại. Tuy nhiên, theo thông báo của cơ quan điều tra, quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ khẩu súng gây án nằm trong ngăn tủ làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, một trong hai nạn nhân. Chi tiết này đã khiến cho dư luận đặt nghi vấn. Sau hơn 4 tháng, những chuyện đáng để điều tra và cần có kết quả thì lại không được lý giải. Những chuyện đó là: thứ nhất, sau khi án mạng xảy ra, ông Vàng À Sáng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái cho biết, riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra phía trước, nhập viện trong tình trạng tim đã ngừng đập. Tại sao công an không điều tra tin tức do một ông giám đốc bệnh viện xác nhận rằng Đỗ Cường Minh bị bắn từ sau gáy ra phía trước, trong khi thông tin chính thức lại là tự tử, bắn từ thái dương bên trái sang bên phải? Thứ hai, theo tường thuật họp báo của chính cơ quan công an thì sau khi Đỗ Cường Minh đã bắn 4 phát vào đầu Phạm Duy Cường, mình đóng cửa phòng và đi bộ thêm 150m sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn. Trên đường đi, mình vẫn cười nói và chào hỏi khi gặp các cán bộ thuộc ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Dư luận đã đặt câu hỏi tại sao nổ đến 4 phát súng K-59, một loại súng quân dụng có tiếng nổ lớn, và đi bộ thêm 150m mà không có ai hay biết, để rồi Đỗ Cường Minh tiếp tục hạ thủ thêm ông Ngô Ngọc Tuấn. Đến khi ấy thì mọi người mới vỡ lẽ. Đáng chú ý, theo báo Dân Trí dưới nhan đề vụ sát hại hai lãnh đạo Yên Bái, vì sao khẩu súng gây án lại nằm trong tủ của nạn nhân? Theo đó, bài báo cho biết, chiều ngày 26 tháng 12 năm 2016, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã bị hung thủ Đỗ Cường Minh sát hại. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án này, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ khẩu súng gây án trong ngăn tủ làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, một trong hai nạn nhân. Vấn đề này đã được cơ quan điều tra lý giải cụ thể như sau. Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường đặt ở tầng 2. Do nội thất bên trong được thiết kế như phòng karaoke, rất kín và cách âm tốt. Đây là lý do đã khiến khi Đỗ Cường Minh nổ súng thì không ai nghe thấy tiếng. Vì thế, Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái, sau khi bắn Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường vào lúc khoảng 7 giờ 15, sau đó Đỗ Cường Minh đã đi xuống tầng 1, tìm đến phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, và bắn. Ngay lúc đó, có một lái xe riêng của ông Ngô Ngọc Tuấn, tên là Âu Văn Hát, đứng chờ ngoài cửa phòng. Lái xe Âu Văn Hát đã bị công an Yên Bái tạm giữ để điều tra và nay đã được trả tự do. Ngay sau khi xảy ra án mạng, cơ quan cảnh sát điều tra công an Yên Bái đã khám nghiệm phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu được 10,6 tỷ đồng cùng với hơn 100.000 đô la Mỹ cùng nhiều vàng đá quý. Theo người nhà của ông Đỗ Cường Minh cho biết, mới hôm trước xảy ra án mạng, Đỗ Cường Minh đã đi vay thêm hơn 1 tỷ để mang đến cho Phạm Duy Cường. Cả hai vợ chồng Minh đều được Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, kiêm trưởng ban Tỉnh ủy Yên Bái, người đã nhiều lần đánh bạc bị bắt, Cường phải can thiệp sang công an để tha cho. Hà vợ Minh lần này chạy ghế phó chủ tịch tỉnh, còn Đỗ Cường Minh sẽ chạy tiếp ghế thủ trưởng khi sát nhập kiểm lâm và trồng rừng sau khi hoàn thành vào tháng 9 năm 2016. Cả hai vợ chồng Minh đều lọt qua hai vòng bầu bán do chạy tiền để bí thư Phạm Duy Cường sắp xếp. Nhưng tới vòng thứ ba thì hai vợ chồng này đã bị Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, kiêm trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy lật lọng không ủng hộ, do vì mất quá nhiều tiền khoảng 100.000 đô la Mỹ mà hỏng việc nên Đỗ Cường Minh rất cay cú. Mặc dù Minh rất hiền, vợ chồng rất tình cảm và đồng thuận, song đến lúc tay trắng, sau nhiều lần đặt thẳng vấn đề với bí thư Phạm Duy Cường để xin lại số tiền đã đưa, song ông Cường đã nhiều lần hứa rồi lần nữa không chịu trả.
với lý do số tiền đã đưa cho trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn và đã chung chi cho mọi nơi cần thiết, kể cả trên trung ương. Chính vì với tình thế bắt buộc như vậy, Đỗ Cửu Minh đã phải ra tay trả thù hai kẻ đã chủ mưu chiếm đoạt tiền bạc của vợ chồng mình. Nguồn tin tại cơ quan tỉnh ủy Yên Bái cũng cho biết hiện còn 3 người nữa trong tỉnh cũng chạy ghế và gửi tiền chung chi cho bí thư Phạm Duy Cường đầy đủ, nhưng giờ ông Phạm Duy Cường đã chết thì tiền mất tật mang không được việc nên 3 người này rất cay cú. Và họ còn cho biết rằng máy tính tại nhà Minh có ghi chép đầy đủ các dữ liệu về số tiền, các file âm thanh về việc giao tiền cho vụ chạy ghế. Các tài liệu này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an Yên Bái thu giữ ngay buổi trưa hôm 18 tháng 8 năm 2016. Song nguồn tin cũng tiết lộ cho biết các dữ liệu đó còn được nạn nhân Đỗ Cửu Minh gửi cho một lãnh đạo tỉnh Yên Bái cất giữ để làm bằng chứng sau này. Theo công bố của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái, căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã kết luận Đỗ Cửu Minh là thủ phạm duy nhất đã dùng súng K-59 bắn chết ông Phạm Duy Cường, thời điểm đó là bí thư tỉnh Yên Bái, và ông Ngô Ngọc Tuấn, thời điểm đó là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban tổ chức tỉnh Yên Bái, và sau đó đã tự sát. Với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Yên Bái kết luận và ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của pháp luật với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội Đỗ Cửu Minh đã chết. Theo tài liệu công bố của cơ quan điều tra, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 18 tháng 8 năm 2016, Đỗ Cửu Minh sinh năm 1963, thời điểm đó là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, điều khiển xe ô tô riêng đến văn phòng tỉnh ủy. Minh đã đứng đợi ông Phạm Duy Cường đến phòng làm việc thì đi vào theo. Sau đó, Minh dùng súng K-59 bắn ông Cường. Sau khi bắn ông Cường xong, Minh tiếp tục đến phòng ông Ngô Ngọc Tuấn dùng súng K-59 bắn ông Tuấn rồi tự bắn một viên đạn vào đầu mình để tự sát. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ tại phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường 4 vỏ đạn và 2 đầu đạn. Tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn, một súng quân dụng K-59 để trong ngăn tủ làm việc của ông Tuấn. Súng đã ở tình trạng đã bắn hết đạn, nòng súng thò ra ngoài. Chi tiết khẩu súng K-59, hung khí gây án nằm trong ngăn tủ làm việc của ông Tuấn đã khiến dư luận băn khoăn. Lý giải về việc này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của anh Âu Văn Hát, lái xe ban tổ chức tỉnh ủy, đồng thời là người trực tiếp phát hiện sự việc. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định khoảng 7 giờ 25 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016, xách một chiếc cặp màu đen đi một mình đến phòng ông Ngô Ngọc Tuấn thì gặp anh Hát đứng ngoài cửa. Anh Hát nói trong phòng đã có khách nên Minh đứng chờ và nói chuyện với anh Hát tại hành lang ngoài cửa. Minh hỏi thăm anh Hát về công việc và gia đình, sau đó bảo anh Hát làm gì thì cứ làm, đi đâu thì cứ để Minh đứng ở đây. Anh Hát trả lời rằng mình phải đứng bên ngoài chờ, khi sếp gọi là có mặt ngay. Khoảng 3 phút sau, đoàn khách ra về thì Minh đi vào phòng ông Ngô Ngọc Tuấn và khép cửa lại. Anh Hát đứng bên ngoài chờ. Hơn 1 phút sau, anh Hát nghe tiếng súng nổ phát ra từ phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn và nghe thấy tiếng gọi, anh Hát ơi. Anh Hát vội chạy vào phòng thì đã thấy ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái ngồi dựa lưng vào tường. Người có nhiều vết máu, còn Đỗ Cửu Minh nằm ở giữa phòng, xung quanh chảy nhiều máu, tay phải áp lên khẩu súng. Do thấy anh Minh vẫn đang thở dốc, sợ anh Minh bắn tiếp nên anh Hát đã cầm khẩu súng, cất vào tủ phòng làm việc của ông Tuấn. Sau đó, anh Hát đỡ ông Tuấn nằm xuống, rồi chạy ra ngoài cửa, hô hoán cho mọi người cùng biết. Tác giả Tiến Nguyên, theo báo Dân Trí. Các bạn vừa nghe xong bài viết vụ sát hại hai lãnh đạo Yên Bái vì sao khẩu súng gây án nằm trong tủ của nạn nhân, đăng trên báo Dân Trí ngày 27 tháng 12 năm 2016. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin được hẹn gặp lại trong các chủ đề có liên quan.
phút thanh bình. Miền Trung đi qua bao mưa nắng vẫn thắm tình. Biển quê tôi cát trắng trải bờ em, giang tay vui đùa bơi giữa con sông ôm. Biển xanh hiền hòa đoàn thuyền về đây cá tôm. Bỗng đầu nghe đau thương đến không ngờ, chiều nay ai ơi nghe tình xác cá khắp bờ. Nổi trôi theo con sóng cuốn vào đây, hoang mang muôn ngàn câu hỏi ai có hay. Bữa cơm quê nghèo rơi lệ nhìn trắng đôi tay. Ai, ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay. Biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi, ai xây nên nhiều nhà máy, nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi. Cháu còn bao đời sau, về đâu cuộc đời con có bao lâu. Trả cho tôi đây con sóng chán hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà. Trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm. Biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mênh mông. Dân làm nghề lặn biển ở thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, tỉnh Hà Tĩnh là những người trực tiếp chứng kiến ống xả thải khổng lồ dưới đáy biển của tập đoàn Formosa. Đoạn ống xả thải chạy ngầm dưới biển dài khoảng 1.400 mét, đường kính ống dẫn chính khoảng 1,4 mét. Đoạn cuối của ống dẫn chính được nối với 3 ống xả nhỏ, mỗi ống dài khoảng 2 mét. Cuối các ống xả nhỏ này được nối bằng cao su để tránh sự tác động của nước biển. Đoạn cuối cùng của ống xả thải chính được công ty này đặt sát đáy biển và chôn lấp. Ai, ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay. Biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi, ai xây nên nhiều nhà máy, trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi. Cháu còn bao đời sau, về đâu cuộc đời con có bao lâu. Trả cho tôi đây con sóng chán hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà. Trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm. Biển xanh êm đềm cùng chào đón.